bài học số 3 trong bài trong phần PowerPoint. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu phần thứ nhất, đó là tạo một trình diễn PowerPoint. Tạo một trình diễn PowerPoint thêm xóa slide. Đó. trong phần này thì chúng ta sẽ tạo một bài trình diễn mới tạo bài trình diễn mới phần thứ hai là chúng ta thêm xóa một slide phần thứ ba là chúng ta di chuyển qua lại giữa các slide Chúng ta bắt đầu vào bài ạ. Tôi cũng giới thiệu với các bạn là tôi có một bài trình chiếu như thế này ạ. Các bạn chú ý hộ tôi về nội dung đã. Chúng ta chưa liên nhìn đến cái phần đó là phần thiết kế nền và phần linh chúng ta chưa nhìn đến vội ạ. Tôi có một slide đầu tiên là slide title ạ, hay còn gọi là trang bìa. Phương tiện giao thông và đây là tên người thiết kế ạ. Slide thứ hai là gồm có nội dung ạ. Slide thứ ba là về giao thông đường bộ ạ. Slide thứ tư là chúng ta sẽ nói về um, à, giao thông đường hàng không ạ và slide thứ năm chúng ta làm đến slide thứ năm thôi ạ, Vâng, Slide thứ năm ạ là về giao thông đường thủy. Như vậy chúng ta sẽ có bốn slide, có năm slide để chúng ta có thể làm việc ạ. Vâng, tôi sẽ hướng dẫn các bạn rất là nhanh về cái làm slide từ đầu ạ. Các bạn lưu ý một chút ạ. Ví dụ đây tôi có slide đầu tiên ạ, chúng ta cùng làm lại ạ. Slide đầu tiên là tên người thiết kế Đặt à, Tên đề tài à. Slide thứ hai là tên người thiết kế à. Slide thứ đầu tiên đó là phương tiện giao thông à. Tôi sửa lại à. Vợ. Slide thứ hai Bây giờ chúng ta làm slide thứ hai Đồng nghĩa với việc chúng ta phải chèn thêm một slide nữa đúng không ạ Các bạn có thể chọn new slide à. Hoặc các bạn có thể đặt chuột vào slide thứ nhất à. Các bạn ấn enter sang slide thứ hai à. Slide thứ hai này theo đúng như bài mẫu Đây sẽ là gì ạ à? Dạ đây sẽ là nội dung ạ, giao thông đường bộ ạ, giao thông đường thủy, giao thông đường hàng không và so sánh các phương tiện giao thông khác ạ. Tôi đánh gõ đủ nội dung ạ. Tôi gõ vào đây là nội dung ạ. Chúng ta chưa sửa vòng chữ vội ạ. Tôi gõ vào đây là giao thông đường bộ ạ. Enter ạ, khi enter tự động nhảy bullet ạ. Giao thông đường hàng không ạ. Enter ạ. Và đây sẽ là giao thông đường thủy ạ. Vâng. Enter ạ. Và đây là so sánh ạ. Đó. Các bạn lưu ý là cái bài này chúng ta làm từ đầu và chúng ta sẽ bám theo cái bài này để đến cuối chương trình luôn ạ. So sánh ạ. Như vậy là tôi xong slide thứ hai ạ. Tôi lại kích trỏ chuột vào tên slide ở phía bên tay trái của màn hình. Tôi ấn enter ạ. Như vậy tôi có slide 3 ạ. Slide 3 của tôi là gì ạ? Vâng, slide 3 của tôi là biểu đồ ạ. Tôi hướng dẫn các bạn chèn luôn ạ. Khi mà tôi có slide về biểu đồ ạ, là các bạn có thể nhìn ạ. Tôi đánh vào đây ạ. Đó là giao thông gì ạ? Giao thông đường bộ. Vâng. Đúng không ạ? Đúng là giao thông đường bộ không ạ? Chúng ta nhìn ạ. Giao thông đường bộ ạ. Trong giao thông đường bộ là gì ạ? Là đồ thị. Gồm có đường bộ, xe tải, xe ô tô, xe máy, xe đạp. Vâng. Tôi tạo sơ đồ khối luôn ạ. Tôi kích chuột vào table, insert table. Đây là tràn bảng ạ. Trong bài tràn bảng tôi sẽ trình bày với các bạn về phần tràn bảng ạ. Insert chat, đây là chèn biểu đồ ạ. Insert smart app, đây là chèn đồ thị ạ. Insert picture, đây là tràn tranh ạ. Insert clip app, đây là chèn ảnh ạ. Và đây là chèn một đoạn video ạ. À. Vậy bây giờ tôi đang cần chèn sơ đồ khối, tôi chọn Insert Smart ạ. À. Tôi lựa chọn kiểu sơ đồ khối ạ. À. Tôi chọn kiểu ạ. À. Tôi vẫn chọn kiểu thứ hai đi ạ. À. Hoặc tôi chọn kiểu đầu cũng được ạ. À. Ai thích kiểu gì chúng ta có thể lựa chọn kiểu đấy ạ. À. Tôi lựa chọn kiểu đầu ạ. À. Ok ạ. À. Tôi xóa đối tượng ở giữa đi ạ. À. Kích chuột vào đối tượng để xóa. Delete ạ. À. Khi tôi không cần ạ. À. Vâng. Và tôi muốn chèn thêm một cái nữa ạ. À thì như tôi đã giới thiệu với các bạn bên Excel ạ. S space ạ. Vâng. À S space có nghĩa là gì ạ? Vâng, tôi chọn là S space after ạ. Vâng, tôi chèn phía đằng sau ạ. Tôi bắt đầu gõ ạ. Tôi gõ đây là đường bộ. Tôi gõ đây là gì ạ? Các bạn có thể nhìn luôn ạ. Xe tải, ô tô, xe máy, xe đạp ạ. Vâng. Tôi gõ vào đây là xe tải ạ đây là ô tô ạ à. đây là xe máy ạ à. đây là xe đạp ạ à. được chưa ạ vâng đấy là slide thứ ba tôi tiếp tục làm một slide thứ tư ạ à. tôi ấn enter ạ à. vâng tôi lại thêm slide ạ à. bây giờ tôi gần chèn gì ạ à? chèn ảnh vậy ảnh ở đây là tôi đã có chưa ạ nếu trong trường hợp mà ảnh tôi đã có trên máy rồi thì ok ạ à. mà chưa có trên máy thì tôi phải đưa về máy ạ. Tôi có thể đưa về máy ạ. Hoặc là tôi có thể download trên mạng ạ. Cái này ảnh tôi đã có rồi ạ. Tôi chèn hình ảnh máy bay vào. Nội dung trên này tôi gõ là giao thông. Đường hàng không ạ. Vâng. Tôi chèn ạ. Tôi chọn insert picture ạ. Tôi lựa chọn desktop ạ. Vâng, trong này tôi có một thư mục gọi là thư mục ảnh ạ tôi có máy bay ạ các bạn nhìn ạ tôi có thể để lệch cái hình máy bay đi cho giống mẫu ạ tôi xoay ạ tôi đặt vào cái núm màu xanh ạ giữ chuột trái sao cho xuất hiện mũi tên bốn chiều theo hình vòng tròn ạ tôi kéo ạ đấy là máy bay ạ tôi ấn enter ạ slide năm ạ tôi chọn picture ạ tôi lại chọn tàu hỏa các bạn nhìn ạ và đây tôi gõ vào đây là giao thông đường thủy ạ giao thông đường thủy ạ. Khi sai tôi có thể sửa lại ạ. Đấy là giao thông đường thủy. Khi làm xong năm slide rồi ạ, đáng nghĩa là slide cuối cùng ạ, nhưng không may tôi lại ấn nhầm ạ. Tôi có thể nhầm từ slide 1 đi ạ. Vâng, tôi thêm nhầm một slide ạ. Bây giờ tôi muốn xóa slide đi thì tôi chỉ việc kích chuột vào slide đó ở phía bên tay trái. Tôi ấn phím delete trên bàn phím ạ. Enter ạ tôi có thể ấn nút delete trên bàn phím ạ. Còn di chuyển qua lại giữa các slide ạ, các bạn có thể kích chuột ạ. Các bạn di chuyển ạ. Kích chuột vào slide mà các bạn muốn ạ. Các bạn muốn vào slide nào ạ, các bạn kích chuột vào phía bên tay trái ạ. Tôi đã nói với các bạn ngay từ buổi đầu đúng không ạ? Phía bên tay trái nó như là một cái mục lục. Các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh và các bạn kích chuột vào đâu thì nó sẽ hiển thị ở phía bên tay phải ạ. À, như vậy là trong bài tập um, số trong bài số 3 này chúng ta cùng nhau nghiên cứu là tạo một bài trình diễn mới bằng các bạn biết tạo rồi đúng không ạ thêm xóa một slide ạ di chuyển giữa các slide ạ